của nó là VIP 8 nha VIP 8 màu đỏ hoặc là VIP 8 màu xanh kèm trốn toại Đây là một chiếc đồng hồ lắc tay các chị ơi Quá đẹp quá sang luôn Chỉ bán đồng hồ không bán vòng tay các chị nha Bên em đang bán hơn 500 nghìn một chiếc hãng này Các chị nhìn hãng này Bây giờ dám ngay trong livestream này cho các chị Chỉ còn 250 nghìn một chiếc và miễn phí giao hàng nhá Đến tận nơi được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em Và kèm theo một thẻ báo hành ạ à. kèm theo một thẻ báo hành một đối một trong vòng một năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi và bảo hành trọn đời cho mình cái dây này không phai không đen không ngứa các chị nha đẹp chưa các chị ơi? Mặt size 20 này Đấy dây kim loại này Máy của nó máy nhật này chạy bằng pin này Bằng pin nhưng mà yên tâm cho em Máy nhật rất là bền 3 năm mình mới phải thay pin nhá Và chống nước tuyệt đối cho mình luôn ạ Chống nước 3 ATM Nên mình tắm giặt thoải mái Đi mưa đi nắng thoải mái nhá Chị nào lấy thì để lại số điện thoại cho em Là VIP 8 màu xanh hoặc VIP 8 màu đỏ Kèm số điện thoại Hãng này cực kỳ nổi tiếng luôn đấy ạ Mà đeo sang lắm các chị ơi Đấy các chị nhìn tay em đeo này đeo sang chưa ạ? 250.000 một chiếc miễn phí giao hàng nhá. Chị nào lấy màu nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Chị Thu này vip 8 màu đỏ ok lên đơn. Chị Hồng vip 8 màu xanh lên đơn. Chị Kim nhận được vip 8 đeo trẻ lắm. Cảm ơn tình yêu. Chị Nguyệt vip 8 chị lấy hai chiếc ok lên đơn mình. Chị Hoa vip 8 màu đỏ ok lên đơn. Chị Ngọc vip 8 màu xanh lên đơn cho mình nhá. Đây em sẽ cho các chị này, chị nào ưng cái màu đỏ này thì phải nhanh tay này bởi vì màu đỏ này bên em không có nhiều hàng đâu ạ. Đây. Các chị nhìn này. Vòng tay của em nha, không bán vòng tay đâu ạ. Đây các chị nhìn này. Đấy, VIP 8 màu đỏ đây các chị ơi 250 nghìn miễn phí giao hàng nha Mặt đá xa phia nên yên tâm lạc chống nước Chống xước cho mình Dây kim loại không phai không đen chạy bằng pin Nhưng mà pin của máy nhật nên là 3 năm mình mới phải thay, thay một lần nha Và cái mẫu này thì các chị có thể tháo chốt này Tay tháo chốt này à, Tay to tay nhỏ mình tháo chốt theo chiều kim đồng hồ nha Và khi nhận hàng các chị kiếm hàng Trước khi nhận hàng cho em rút cái dây này ra để bắt đầu chạy hàng nha Để bắt đầu đồng hồ chạy ạ Đây Đấy, một chiếc đồng hồ vừa là lắc tay, Vừa làm xem giờ được luôn 250.000 lại còn miễn phí ship Tội gì không lấy để lại số điện thoại là VIP 8 màu đỏ kèm số điện thoại cho em nha Đẹp chưa ạ Đây đeo ngay cho các chị xem đây Tay em còn không có móng tay móng tiếc mà đeo lên vẫn rất là sang Mà tay em bé đấy tay to thì đeo rất là đẹp nha VIP 8 màu đỏ và tiếp theo đây là VIP 8 màu xanh ạ Đây các chị ơi Màu xanh rất là lạ đúng không ạ? Nếu chị nào thích cái màu xanh này thì phải để lại số điện thoại nhanh này, bởi vì là nói thật luôn các chị là màu xanh này cực kỳ là lạ. Xanh này là còn xanh của kiểu, cô ban ấy. đấy. Đấy các chị ơi, VIP 8 màu xanh kèm số điện thoại cho em 250 000 miễn phí giao hàng, tay to nhỏ các chị đeo được hết nha, tháo chốt này. Đấy và về nhận hàng kiếm hàng có thẻ bảo hành 1 đối 1 trong vòng 1 năm cho các chị nếu đồng hồ bên em không chạy và bảo hành pin 3 năm cho mình luôn nha. Đấy đẹp chưa? Dây kim loại không phai không đen này mặt hà size 20 này chống nước cho mình nha các chị nhá. Yên tâm là chống nước ạ. À. Đấy chị nào lấy thì để lại số điện thoại cho em là vip 8 đen à, vip 8 xanh hoặc là vip 8 đỏ kèm số điện thoại 250 000 miễn phí giao hàng cho mình luôn. Đây các chị xem này, đẹp chưa ạ? Đấy, vip 8 màu đỏ hoặc vip 8 màu xanh kèm số điện thoại nha, cái này nó vừa vào, vào khuôn ở đấy các chị thấy chưa ạ? Nó vào khuôn nó ôm vào tay nên là rất là đẹp luôn. Đấy, 250.000 miễn phí ship, để lại số điện thoại nhanh cho em là vip 8 màu đỏ hoặc là vip 8 màu xanh kèm số điện thoại các chị nhá.